lấy người cùng tuổi, người ta thường bảo không tốt, em không biết nó không tốt những yếu tố nào và mình có thể cải mệnh được đối với những đôi vợ chồng khắc mệnh, khắc cung, khắc tuổi không? Đặt lại câu hỏi bạn Phùng Phương nghe này. Lấy người cùng tuổi, người ta thường bảo không tốt, vậy không tốt chỗ nào? Cải mệnh đối với những cặp vợ chồng mà bị khắc, khắc cung hay là khắc mệnh, khắc tuổi được không ạ? Đó, bạn Huy hỏi thầy Phùng Phương. Rồi. Dạ vâng. Thì chúng ta vẫn thường hay có câu Ủa, mà rất sao lâu không rồi thấy đó. âm thanh? Mọi người đã nghe chưa? Mọi người có nghe được không Rồi. ạ? Rồi, Vâng. nghe, nghe. Nghe rồi đúng không ạ? Ok. Vâng. Có câu các bạn đã nghe rất là nhiều rồi là bằng tuổi thì nằm duỗi mà ăn đúng không? Nói các cụ nói về cái việc mà chúng ta lấy chồng bằng tuổi ấy. Thì ngày xưa trong cái quan niệm của phương Đông ấy, trong quan niệm của phương Đông thì nó bị chi phối, hôn nhân thì bị chi phối rất là nhiều dưới cái nhãn quan của cái lăng kính Đông phương học. Ngày xưa thì các bạn biết rằng là hai người lấy nhau ấy, nó không phải là cái đồng thuận chỉ có của hai người như bây giờ. Bây giờ hai chúng ta chỉ cần yêu thương nhau là có thể ra mắt bố mẹ và sau đó là cưới được rồi. Nhưng ngày trước trong cái khi mà cái Đông phương học vẫn còn được đề cao trong xã hội ấy, thì hai người về với nhau, về với gia đình ra mắt thì còn phải là cả sự đồng thuận của hai gia đình, nó nặng nề hơn rất là nhiều. Gần như hai người lấy sau xong thì còn phải là cái sự mà lấy nhau của hai họ nữa, đúng không? Và một cái điều quan trọng để mà tạo ra sự đồng thuận trong cái xã hội xưa ấy, đó chính là sự ràng buộc bởi thiên mệnh, và họ tin rằng là duyên số, duyên phận, thậm chí là tiền định ấy, đã quyết định cái sự gắn kết của đôi bạn. Và qua đó thì họ rất là nặng nề về cái sự mà âm dương, họ rất nặng nề về quan điểm âm dương. Khi mà có cái giao thoa giữa người nam và người nữ thì họ xem tuổi rất là kỹ. Và một cái câu là lấy chồng hoặc là lấy vợ nằm duỗi mà ăn ấy, đó chính là vì họ xét một vài những cái yếu tố ở trong phong thủy. Đầu tiên là nếu mà hai bạn mà bằng tuổi nhau thì sẽ là cùng ngũ hành với nhau, gọi là cùng ngũ hành nhân mệnh ấy. Nhưng mà nếu mà xét theo một vài những cái yếu tố khác như là mệnh cung phi hay là ra các cái du niên trong thành các cái cung như là thiên y này, rồi thiên y này, sinh khí này, đúng không ạ, là sẽ tốt. Còn những cái như là họa hại, những cái cung như là họa hại này, rồi là lục sát hay là ngũ quỷ thì sẽ xấu chẳng hạn, đại loại là như thế. Nhưng mà với tôi thì tôi cũng không áp dụng những phương pháp như vậy. Với tôi thì cái hôn nhân hiệp hôn ở trong phong thủy thì nó còn xét tới rất là nhiều yếu tố khác nữa, và đặc biệt là cái yếu tố về nhân khí. Nếu như nói về những cái tiền định là hai người có thể hợp nhau hay không, khắc tuổi hay không, thì nó chỉ chiếm đến 10% thôi. Nó chỉ chiếm 10% và 90% còn lại nó là nhân khí của con người. Và nhân khí đó thì như chúng ta học chánh kiến có biết, đó là những cái ứng xử trong cái xung khắc, ứng xử trong cái xung khắc. Mà cái xung khắc ở đây không phải xung khắc về tuổi, cái xung khắc về tính cách nó quan trọng hơn rất là nhiều. Nên là tôi thì không khuyến khích cái việc là dùng phong thủy để mà xem trước về hôn nhân. Và bản thân tôi thì khi mà khách hàng có những gia chủ hỏi tôi ấy, thì tôi cũng chia sẻ những kiến thức về phong thủy đó thôi. Còn bản thân tôi thì cũng nhấn mạnh rằng 90% là chúng ta có thay đổi và có hóa giải xung khắc ấy, là hóa giải xung khắc trong cái nhân khí, có nghĩa là hóa giải nhân ca, hóa giải xung khắc bằng những cái ứng xử của chúng ta với cả cái người đối phương kia. Và tôi xin trả lời bạn như vậy. Alo. Rồi. Tức là mọi cái vấn đề xung khắc thì nó là xung khắc ở tâm quan trọng hơn là xung khắc ở tuổi. Mà tâm thì điều chỉnh được thì tuổi không điều chỉnh được. Ví dụ mình 20 tuổi làm sao mình bịa thành 40 được. Nhưng mà tâm thì mình điều chỉnh được. Mà tâm điều chỉnh được thông qua học hỏi, thông qua rèn luyện, thông qua làm những việc tốt. Học điều tốt, nói điều tốt, làm điều tốt thì tâm tính nó thiện lương lên. Còn mình cứ thủ đoạn ghét nhau thì nó sinh ra xung khắc thôi. Đó. Thì chúng ta để ý mấy cái đó để mình sửa là sửa trong tâm. Mọi xung khắc nó đều đến từ tâm nha. Còn bằng tuổi
thì nó không tốt ở những yếu tố nào? À, tôi và vợ tôi bằng tuổi. Rất nhiều chông gai các bạn lấy bằng tuổi chông gai lắm. Nhưng tôi quan sát một số cặp còn chông gai hơn là vợ lớn hơn chồng 10 tuổi còn chông gai hơn. Tức là vợ già hơn hẳn chồng thì chông gai khủng khiếp. Bằng tuổi thì chỉ chông gai là xung khắc vì cái vấn đề bằng vai phải lứa thôi. Còn vợ lớn hơn hẳn tuổi là chồng bị quay như dế là rất phức tạp. Mà người nam là dương, người nữ là âm. Dương phải là trụ cột trong gia đình. Khi mà bị bằng vai phải lứa hoặc là bị lép vế, thì người nam lép vế thì cái chất dương của họ bị yếu dần đi, nên họ không được sống với bản chất thật của họ. Thì từ đó nó sinh ra cái nội tâm nó bị xung khắc, nội tâm bên trong họ không được giải tỏa tỏa, thì từ đó các mối quan hệ nó gãy đổ theo. Điều chỉnh cả cái nội tâm của mình cho nó mạnh, và phải điều chỉnh luôn cả cái cách hành xử giữa hai vợ chồng. Và cái này người vợ phải hiểu. Vợ lấn quyền chồng là trong nhân tướng nó gọi là khắc phu. Lấn tự quyền nhiều quá, người chồng lăn quay ra chết thì gọi là sát phu. Chết vì tâm lý bị đè nén, sinh ra đủ thứ bệnh ấy. Đó, nên phải cẩn trọng với cái đó nha. Còn tại sao người nam hơn người nữ 5 tuổi, 7 tuổi thì tốt hơn? Vì lúc này là người nam giống như người anh cả trong nhà, thì tự nhiên người vợ mà nói chuyện với người anh cả thì sao? Tự động có cái xu hướng là gì không? Mình lùi về phía đằng sau để mình làm hậu cần. Làm hậu cần thì đúng vai trò của âm. Tiên phong thì đúng vai trò của dương. Thì nó thuận âm dương, đúng vai trò, anh chồng được làm đúng vai trò của chồng, vợ được làm đúng vai trò của vợ thì nó êm, thế thôi. Nói thế thôi chứ vợ bây giờ ít tuổi hơn chồng cũng lấn quyền chồng. Phụ nữ vùng lên lấn quyền chồng thì nó phiền lắm. À, thôi cái chủ đề đó nói sau, nói một hồi người ta bảo mình chê phụ nữ phiền lắm nha. Rồi. Nhưng ở phương Tây người ta gỡ lại bằng cách đấy, là đi đâu mà vào thang máy là phụ nữ phải đi trước, kế đến chó đi sau, đàn ông thứ ba thôi, đàn ông còn thua con chó nữa. Đấy, chúng ta phải hết sức cảnh giác đấy. Nhưng mà họ nói thế thôi, nhưng tôi thấy ngoài đời sống tôi thấy toàn những công ty to, toàn những sếp lớn, kể cả làm chính trị, những bộ trưởng trở lên, tôi thấy nam không, nữ lâu lâu mới có một người. Đấy. Câu hỏi tiếp này. Xin hỏi hai thầy, em đã từng kết hôn, cuộc sống hôn nhân đang bình thường thì ly hôn, sau đó em cũng tìm hiểu vài người nhưng không dám tiến đến hôn nhân do sợ hãi. Như lần đầu, một số thầy bảo em có duyên âm, nếu không cắt duyên âm thì kết hôn cũng không bền. Vậy theo hai thầy em nên làm thế nào? Tức là tóm lại là bạn Tô Hoàng Nghiệp, à, bạn này chắc bạn nam, à, nghe tên này chắc nam mà, hy vọng không phải nữ đúng không? Bạn này kết hôn một lần rồi bị ly hôn, sau đó tìm hiểu không dám tiến đến hôn nhân vì sợ đổ vỡ, và có thầy nói do em bị duyên âm, tức là bị vong linh, bị một cái tâm hồn nào đó, một cái vong linh nào đó, một cái linh hồn nào đó nó bám theo, nên mình phải cắt nó đi thì mình mới lấy người khác được. Đó, vậy em nên làm thế nào? Rồi, câu này hơi hóc búa thôi, nhờ bạn Phùng Phương giải đáp. Bật lại mic. Vâng, các bạn đã nghe chưa? Nếu mà em nói nghe rồi thì vâng. Trước hết là tôi giới thiệu các bạn, tôi là chuyên gia bắt vong đây. Trước hết là tôi nói các bạn là tôi xin chia sẻ với các bạn là Tô Hoàng Nghiệp phải không ạ? Tôi xin chia sẻ với bạn là vong thì chúng ta gọi chung là có người âm đấy đúng không? Có người âm theo, người âm mà theo chúng ta thích chúng ta quá thì sẽ giữ làm cái riêng của họ, nên là họ sẽ không cho chúng ta lấy người khác đâu. Nên là đó là những người mà có cái tính tham sân si cao. Nên muốn giải cái vong này trước hết là mình phải cho nó hết sân si đã, nó phải thả mình ra đã thì mình có thể lấy được người khác. Thì nếu mà muốn giải vong này nhanh nhất thì đừng có cúng bái thì cho nó mất thời gian. Bạn cứ mua cho tôi cái loa pháp thoại. Bạn luôn mua cái loa pháp thoại thì trong cái loa pháp thoại đó bạn cứ mang theo kè kè quanh người, không cần phải phát ra thành tiếng cho người khác nghe cũng được. Và chỉ cần nhỏ nhỏ thôi vì vong nó thính lắm. Chỉ cần bật lên là nghe thấy rồi, không cần phải thành âm thanh. Thì dần dần sau đó 1.200 bài loa pháp thoại đó thì cái vong xấu đấy nó tự dưng lại sẽ chuyển biến, nó sẽ thành quý nhân. Bản chất của những người quý nhân thì cũng là những người đã khuất mà phù hộ chúng ta thôi mà, thì chúng ta vẫn gọi là vong đúng không? À, khác nhau ở cái hành vi thôi, còn về
cái cấu trúc về vật chất thì vẫn là giống nhau đó. Sau khi vong đó đã trở thành người tốt rồi thì chúng ta mới tính đến là cái chuyện mà duyên dương, duyên âm bạn giải quyết xong rồi nhá. Thì bây giờ mình đến là duyên dương. Duyên dương thì bạn có nói rằng là bạn rất là sợ một lần nữa đổ vỡ vì cái chuyện kia đã xảy ra, chứng tỏ bạn là một người bạn rất là chấp vào quá khứ, bạn chưa buông bỏ được một cái vấn đề gì đó ở trong cái cuộc hôn nhân đấy. Thì đó cũng không có liên quan gì đến phong thủy cả, nhưng tôi cũng khuyên bạn rằng là bạn hãy tìm cái nguyên nhân ở đâu. Có lẽ là cái phần về phần buông bỏ thì bạn tham gia lớp thiền xả ly hay là Vipassana sẽ có thể tạo ra được cái đột biến ở trong cái tư duy về cái sự buông bỏ, cũng như là không còn chấp vào cái đúng sai của cái cuộc hôn nhân cũ nữa, thì bạn sẽ rộng đường hơn cho cái cuộc hôn nhân mới. Thực sự mà nói, đối với cả người mà trẻ tuổi như tôi thì tôi cũng chỉ là chuyên gia về phong thủy thôi, chứ tôi không chuyên gia về cái việc tư vấn cho người khác giải thoát được cái quá khứ. Thì có lẽ xin nhường cái phần này với thầy Quân. Còn về cái việc mà hợp tuổi, không những người khác đến với mình mà do vong âm làm cho mình bị làm cho mình không bị cản trở ấy, thì các bạn cứ giải quyết bằng cái loa pháp thoại, và tôi đảm bảo với các bạn rằng nó sẽ giải quyết được. Không 1 tháng thì sẽ giải quyết được 2 tháng, không 2 tháng thì các bạn cứ bật nhiều vào, 3 tháng đến 6 tháng nó sẽ tự những cái duyên dương mới sẽ tới, và những cái duyên dương đó bạn sẽ không còn sợ bị vong âm phá nữa. Xin nhường lại cái phần xả xả ly và xóa bỏ những cái ký ức âm tính, tôi gọi là những ký ức âm tính, cho thầy Quân ạ. Rồi, cái loa pháp thoại mà từ nãy mà bạn Phương và tôi giới thiệu á, năng lượng căn nhà rồi năng lượng miếng đất, thì cái đó chúng ta gọi là phong thủy cũng được. Thì chúng ta dùng cái loa pháp thoại, bản chất là để những cái lời dạy của các bậc minh triết, của các bậc minh sư được lan tỏa ra không gian xung quanh. Và cái người nào mà họ học được thì rất tuyệt vời. Còn nếu họ không học được nhưng họ họ nhiễm cái năng lượng thiện lành đó thì cũng vô cùng tốt nha, nhiễm cái năng lượng thiện lành thì cũng vô cùng tốt. Rồi bạn nào mà muốn thắc mắc về cái loa, tôi thấy từ nãy có một số bạn thắc mắc về cái loa, liên lạc ở đâu, mua ở đâu, các bạn cứ vui lòng vào nhóm Zalo chung nha, cứ vui lòng vào cái nhóm QR code của cái nhóm Zalo này. Rồi về duyên âm này, duyên âm có thật hay không mình không biết, đúng không? Mình không biết. Vậy là ở đây trên tư duy logic chúng ta đặt ra 2 tình huống. Giả sử nó không có thật. Giả sử nó không có thật, nhưng nếu chúng ta bật cái loa pháp thoại để người sống nghe, mình nghe, người nhà mình nghe, và khi mình nghe mình cũng được ảnh hưởng những cái điều tốt đẹp từ các bậc thầy, thì theo các bạn có nên không? Mình cũng được ảnh hưởng bởi các bậc thầy lớn, mình nghe mình tốt đẹp lên, mình là người dương này này, gia đình mình là người dương này, được tốt đẹp lên này, dù một chút một thôi nhưng nghe hết ngày này sang ngày khác, thế là 6 tháng 1 năm sau mình tốt đẹp lên không? Đây là giả sử không có người âm nhé, không có duyên âm nhé, tốt đúng không? Vậy nên nghe. Bây giờ giả sử có duyên âm, tức là có một cái vong linh nào đó nó đi theo mình, nó bám mình lẳng nhẳng, nó không muốn mình lấy người khác. Thì bây giờ các bạn bật lên, mình nghe rồi nó cũng nghe cùng. Năng lượng tốt nó tỏa ra, đến với mình cũng đến với nó. Thế một thời gian sau, cái vong linh đó trở thành một cái vong linh dễ thương, sống rộng lượng, biết điều, hướng thiện. Thì cái người sống rộng lượng, biết điều, hướng thiện thì có còn quậy mình nữa không? Hay lại chúc phúc cho mình hạnh phúc? Họ quậy mình để họ giành giật mình về. Với họ, họ không cho mình quen ai, hay là họ lại chúc phúc cho mình tìm được đúng người để hạnh phúc. Vậy lúc này là duyên âm nó quậy mình hay nó giúp mình? Nó quậy mình gọi nó là ma quỷ, nó giúp mình gọi là gì? Quý nhân phù trợ. Giúp mình gọi là quý nhân phù trợ, thôi gọi là thiên thần hộ mệnh, gọi là ông bà tổ tiên hỗ trợ độ mình. Có gì đâu nha, nên các bạn cứ về, có duyên âm hay không có duyên âm không quan trọng. Dùng năng lượng của cái loa pháp thoại của hơn 10 vị thầy lớn trên thế giới
Bài giảng mỗi ngày ai nghe cũng được, một đứa lớp 4 trở lên nghe được rồi, nghe rất hay. Bản thân chúng tôi là nghe những cái bộ đó cách đây cả chục năm rồi, nghe rất nhiều. Cái hệ thống bài giảng của chúng tôi bị ảnh hưởng bởi 10 vị thầy lớn này rất nhiều đó. Và cái bạn Tô Hoàng Nghiệp này này, qua cái câu chuyện này thì cũng phát hiện ra là bạn Tô Hoàng Nghiệp này bị hoang mang, lo lắng. Như vậy là theo cái tam giác màu đỏ từ nãy là bạn ở tam giác màu đỏ tâm lý sợ hãi. Vì bị tâm lý sợ hãi nên bị gia đình nói vài câu hoặc ông thầy nào nói vài câu là hoang mang. Nên bạn phải đi luyện lại năng lực của mình, luyện lại tâm lý của mình, luyện lại nội lực của mình nha. Có điều kiện các bạn nên tham dự một cái lớp đánh thức ý nghĩa cuộc đời chánh kiến 1. Sắp tới tôi có cái lớp này online đấy. Online dạy 7 buổi tối, chịu khó tham dự nha. Xong mình vững vàng dần, mình ứng dụng trong cuộc đời, mình lại vững vàng dừng dần thêm một lần nữa. Thì một ngày đẹp trời, tất cả những dư luận thị phi nó dọa mình không sợ nó, mình tự suy xét để ra quyết định, không còn lệ thuộc vào một lời thị phi, dù lời thị phi đó là của ông thầy, mình cũng không sợ nữa nha. Rồi, chánh kiến phiên bản mới, cập nhật nhiều nội dung, lôi cuốn, hấp dẫn, chuyển hóa bản thân và gia đình, đánh thức ý nghĩa cuộc đời phiên bản mới. Truy cập bka.edu.vn/ck3h.